25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu 7 đã phát huy truyền thống trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng, tạo ra nhiều dấu ấn đổi mới sáng tạo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong 75 năm qua, đặc biệt là trong thời gian gần đây, quân khu 7 đã có nhiều đột phá, nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh với nhiều đề án, chủ trương, mô hình, đổi mới, sáng tạo, được triển khai thực hiện hiệu quả, có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Điển hình như chủ trương mô hình địa phương đơn vị tuyến sau hỗ trợ giúp đỡ đơn vị địa phương tuyến trước, xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay cơ sở, gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, vân vân. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã có cái sáng kiến phối hợp cùng với các địa phương có đường biên giới, đặc biệt là với Tây Ninh, để triển khai thí điểm cái mô hình là các cái cụm điểm dân cư biên giới. Chúng tôi đã phối hợp rất là chặt chẽ cùng với Bộ Tư lệnh Quân khu để triển khai đề án này. Trong đó có cái việc là quy hoạch lại các cái khu vực đất đai, cũng như hỗ trợ đối ứng về kinh phí để triển khai thực hiện tốt. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với quân khu có thể là sau tổng kết lại cái mô hình này để tiếp tục có thể nhân rộng ở những nơi có điều kiện. Và tôi nghĩ rằng là đây sẽ góp phần rất lớn vào xây dựng và thế trận lực lượng trên tuyến biên giới. Về những điểm nổi bật trong thời gian vừa qua, Bộ Chỉ huy tỉnh đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện làm tốt cái công tác là Tết quân dân, đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành tổ chức họp mặt là chức sắc, chức việc trong các tôn giáo và làm tốt cái công tác dân vận ở những nơi đồng bào có đạo, từ đó đã gắn kết với đồng bào có đạo ở trên địa bàn, xây dựng nhà tình nghĩa quân dân, và hiện nay chúng tôi đang làm có rất là hiệu quả cái mô hình này. Sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn quân khu được phát huy mạnh mẽ. Chăm lo củng cố quốc phòng an ninh trở thành nhu cầu tự giác của mọi cấp, mọi ngành, mọi người. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ không ngừng được củng cố, tăng cường. Trong đó, tiềm lực chính trị, tinh thần được đặc biệt coi trọng, được cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang quân khu dày công xây dựng. Nhiều đề án, chương trình, kế hoạch được quân khu và các địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả như đề án xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, đề án xây dựng lực lượng quân báo trinh sát, đề án xây dựng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức vững mạnh toàn diện, đề án xây dựng lực lượng dự bị động viên, đề án mua sắm công cụ hỗ trợ cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo loạn, đề án xây dựng lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch và những thông tin xấu độc trên không gian mạng. Với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để chăm lo cho quốc phòng quân sự và chính sách hậu phương quân đội. Các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu đã đồng thuận cao với chủ trương của quân khu về tập trung huấn luyện đại đội dân quân thường trực làm nhiệm vụ A2 ở cấp tỉnh, đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo làm điểm cho cả nước. Lực lượng dân quân tự vệ luôn sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Nhờ phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn quân khu, mà chúng ta đã xây dựng được khu vực phòng thủ, đặc biệt là xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Dân tin đảng, yêu mến chế độ, thương yêu, đùm bọc lực lượng vũ trang quân khu 7, luôn cảnh giác và đập tan mưu đồ phá hoại của các thế lực thù địch. Những kết quả đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc là động lực, đòn bẩy quan trọng
để lực lượng vũ trang quân khu 7 tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.